chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tổ tiên báo mộng, nằm mơ trúng lớn, bất ngờ nhận lộc trời ban, tiền bạc ào ào đổ về như thác lũ, phát tài giàu có nhất dùng thiên hạ. Quang hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán luôn giả đông đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, đúng vậy, không phải mọi câu chuyện đều có một chương kế tiếp. Sự thật là đôi khi chính chương hiện tại đã là điểm dừng cuối cùng. Dù có cảm thấy chưa thực sự hài lòng với kết cục hay chưa hoàn thành đầy đủ, nhưng khi một chương kết thúc, nó thường mang theo sự hoàn tất của một giai đoạn trong cuộc đời. Không nên cố chấp hay nuối tiếc quá nhiều. Đôi khi những điều đơn giản nhất lại là những gì cần thiết nhất. Và không phải lúc nào số phận cũng sẽ ra sức nhắc nhở rằng đây là lúc quan trọng, đây là bước ngoặt hay đây là thời điểm để thay đổi. Cuộc sống của mỗi người diễn ra theo cách của riêng họ, và điều đó có thể bao gồm việc tiến về phía trước một cách tự nhiên, bình tĩnh và không vội vã. Vận mệnh và số phận của Kỷ Mùi đều có thể thay đổi theo thời gian và theo cách mà Kỷ Mùi sống cuộc đời của mình. Quan trọng hơn hết là cách Kỷ Mùi đối diện với những thay đổi đó và tiến về phía trước với niềm tin và sự quyết đoán của riêng mình. Thưa quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho Kỷ Mùi được vàng bạc, tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong 3 tháng cuối năm 2024 để giúp Kỷ Mùi cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thuộc mệnh hỏa, cụ thể là thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời, là những người mang trong mình tính cách ấm áp, nhiệt thành, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và quyết đoán. Để hiểu rõ hơn về cuộc đời và tính cách của người tuổi Kỷ Mùi, chúng ta cần nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau. Về tính cách, một tấm lòng ấm áp và bao dung, người tuổi Kỷ Mùi thường có tâm hồn nhân hậu, yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Họ dễ cảm thông và sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống nhờ sự kiên trì và nhẫn nại của tuổi Kỷ Mùi. Trong công việc và cuộc sống, họ không dễ dàng bỏ cuộc trước những thử thách, luôn tìm cách vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu với sự sáng tạo và linh hoạt. Người tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa có tính cách mạnh mẽ và kiên cường, họ luôn hành động dứt khoát và nhanh nhẹn trong mọi việc, đồng thời có khả năng tự giác cao và kỷ luật trong cuộc sống cũng như công việc. Với trí thông minh và sự sáng tạo, họ thích hợp với các công việc đòi hỏi lãnh đạo và đối mặt với thách thức mới. Họ luôn có những ý tưởng mới mẻ và khả năng thích ứng nhanh chóng với những thay đổi xung quanh, tính cách hướng nội nhưng tình cảm, dù có xu hướng sống nội tâm, nhưng họ lại rất tình cảm và chân thành. Trong các mối quan hệ, họ luôn cố gắng xây dựng và duy trì những mối quan hệ bền vững, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau. Về cuộc đời, thời trẻ và tuổi thanh niên, giai đoạn này, người tuổi Kỷ Mùi thường phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn. Họ phải nỗ lực rất nhiều để khẳng định bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển. Tuy nhiên, với tính kiên trì và lòng quyết tâm, họ dần vượt qua mọi khó khăn và tạo dựng được nền tảng vững chắc cho tương lai. Sự nghiệp và tài chính vào giai đoạn trung niên, khoảng từ 35 đến 45 tuổi, người tuổi Kỷ Mùi thường đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ có khả năng quản lý tài chính tốt và biết cách đầu tư, tích lũy tài sản. Sự sáng tạo và tư duy linh hoạt giúp họ nắm bắt được nhiều cơ hội phát triển, từ đó đạt được sự thịnh vượng và ổn định về mặt tài chính. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Theo tử vi khoa học cho biết, 3 tháng cuối năm 2024 này sẽ mang lại cho người tuổi Mùi nhiều cơ hội và thành công. Vận trình của Kỷ Mùi sẽ có những bước tiến lớn và ổn định hơn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố tiêu cực, được hỗ trợ bởi nhiều các tin may mắn. Cuộc sống của Kỷ Mùi sẽ phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn và thuận lợi. Có những thời điểm, Kỷ Mùi có thể gặp phải những khó khăn hoặc cảm thấy buồn chán dẫn đến sự suy giảm vận trình. Tuy nhiên, nếu Kỷ Mùi luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và tự tin trong mọi tình huống, thì thời điểm này sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho Kỷ Mùi. Sự thông minh và sáng suốt sẽ giúp Kỷ Mùi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. 3 tháng cuối năm sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và Kỷ Mùi có thể được thăng chức lên vị trí cao hơn, phù hợp với khả năng của mình.
Tuy nhiên, dù đã đạt được thành công lớn, Kỷ Mùi hãy luôn giữ tinh thần cố gắng và không ngừng phấn đấu để duy trì thành công. Về mặt tài chính, 3 tháng cuối năm sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực. Bất kể Kỷ Mùi làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng có thể sở hữu một khoản tiền dư dả. Những người làm công ăn lương được hưởng nhiều khoản thưởng và phụ cấp, thậm chí còn có cơ hội thăng chức để tăng thu nhập. Đối với những người kinh doanh, việc ký kết các hợp đồng lớn và áp dụng các chiến lược hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận cho toàn doanh nghiệp. Với những người đang độc thân có thể tìm kiếm hoặc được giới thiệu đến những người bạn phù hợp, chỉ cần Kỷ Mùi chịu mở lòng và đặt niềm tin, tình yêu sẽ tự tìm tới. Với những người đã có gia đình, Kỷ Mùi nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho đối phương để ngày càng hiểu nhau, duy trì không khí ấm áp và niềm vui trong căn nhà của Kỷ Mùi. Không có gì đáng lo ngại về sức khỏe của bản mệnh trong 3 tháng cuối năm, công việc thuận lợi giúp Kỷ Mùi không phải lo lắng và căng thẳng quá nhiều. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt, Kỷ Mùi vẫn cần chăm chỉ tập thể dục và không nên làm việc quá sức. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi được dự đoán có nhiều tiến triển tích cực nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Ở thời điểm này, bản mệnh có thể mạnh dạn mưu sự, triển khai kế hoạch công việc, bởi xác suất thành công khá cao, khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đần, chỉ bảo kịp thời. Do vận quý nhân cũng trên đà tăng cao, con giáp này là người đa tài, tháo giác, nên nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới, hiểu được lòng của người làm lãnh đạo. Do đó, công việc của bạn tiến triển đi lên một cách đều đặn, dường như bạn chẳng hề gặp phải bất cứ vướng mắc nào, nhờ thái độ làm việc hiệu quả và tích cực. Không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao, một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng, thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, tuổi Kỷ Mùi có thể nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Càng về cuối tháng, vận trình càng khởi sắc, một số người còn đem về cho doanh nghiệp nhiều bản hợp đồng lớn. Đây là những bước phát triển tốt trong sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, tháng này có hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở bản mệnh vẫn nên lưu tâm tới những mối nguy rủi ro không lường trước. Hạn chế tối đa mâu thuẫn với người khác là cách để bạn bảo vệ bản thân trong tháng này. Nếu không chỉ tự rước họa thì phi vào thân, tranh cãi vốn là điều không cần thiết, bạn cứ làm tốt công việc của mình là được. Nhìn chung, bạn nên duy trì việc hợp tác tốt với đồng nghiệp, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo và khách hàng sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Đồng thời, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho việc đảm nhận nhiều trách nhiệm và áp lực hơn, hãy đáp lại những thử thách, khó khăn bằng thái độ tích cực. Việc học hỏi và nâng cao khả năng của mình cũng rất cần thiết. Đừng quên tận dụng những cơ hội được quý nhân phù trợ để ngày càng hoàn thiện chuyên môn của bản thân. Tháng 10 âm lịch này, cùng với sự nghiệp thăng tiến, tài chính của tuổi Kỷ Mùi cũng hứa hẹn có bước nhảy vọt. Tháng này bản mệnh không lo thiếu tiền, tài lộc dồi dào, dù là chính tài hay thiên tài, người làm công ăn lương hứa hẹn có thể ký kết nhiều hợp đồng. Tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, điều này mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ. Người làm đầu tư kinh doanh trong tháng này cũng tràn đầy tự tin vào bản lĩnh của mình, dựa vào nhân duyên tốt mà bán hàng chạy như tôm tươi, lợi nhuận tăng vọt, bản mệnh cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân. Tài chính tháng này của tuổi Kỷ Mùi được cải thiện nhanh chóng, nhưng quan trọng không kém là vẫn cần phải quản lý cẩn thận, việc đầu tư cân bằng, thu chi đều cần đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định hơn bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tài chính phù hợp. Một số người cũng có điều kiện giải quyết các khoản nợ trước đó, giải tỏa áp lực tinh thần. Tuy nhiên, bạn nên chú ý, kiếm tiền là giải pháp lâu dài, đừng hủy hoại sự giàu có của mình chỉ vì những hành động đi đường tắt như đánh bạc đỏ đen, bất chấp luật pháp. Tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Mùi đón nhiều tin tức tốt lành. May mắn về tình duyên sẽ đến, nhờ những nỗ lực của chính con giáp này đời sống tình cảm của bản mệnh ngày càng thăng hoa. Người độc thân hoàn toàn có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhờ những cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị trong tháng nhân duyên tốt lành. Là cơ hội tuyệt vời để bạn gác lại quá khứ sau lưng,
trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai, hạnh phúc đang ở phía trước chờ đón bạn. Với người đã có gia đình, thời điểm này cũng rất thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, giận hờn và hâm nóng tình cảm, giúp gia đạo êm ấm. Cả gia đình bạn có thể thu xếp thời gian để đi du lịch cùng nhau. Nhìn chung, sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 10 âm lịch này bình ổn. Có điều, dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Mộ, bản mệnh có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe, tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể bạn. Cách tốt nhất để con giáp này đảm bảo sức khỏe là chú ý cần nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, khi đó các triệu chứng mệt mỏi sẽ chấm dứt. Bên cạnh đó, bạn nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cũng như tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ảnh hưởng, điềm báo về tai nạn hoặc sự cố không mong muốn, do đó bạn nên hạn chế đi ra ngoài quá khuya. Chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt hạn chế sử dụng rượu bia, đồ uống có chất kích thích. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi tháng này khó có thể phát triển được, do chịu tác động của cục diện tương hại, nhiều kế hoạch không tiến triển như ý, là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần dành thời gian nhìn nhận lại chính bản thân mình, đừng tìm cách trốn tránh hiện thực, đổ tội cho nguyên nhân này hay nguyên nhân khác. Trên thực tế, bạn quá nóng nảy cái tôi cá nhân lại quá cao nên thường đắc tội với người khác lúc nào không hay. Những lời nói, hành động của bạn tưởng là bình thường, nhưng lại khiến người nghe tổn thương, thậm chí là phản cảm. Tháng này, kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ lấy đó làm cái cớ để hãm hại bạn, gây rối khiến công việc của con giáp này gặp phải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có cái nhìn quá bi quan. Trong hoàn cảnh hiện tại, cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, khiêm tốn hơn trong cách cư xử, đồng thời dám nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận lỗi sai và cố gắng sửa đổi, thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến. Cách hành xử của bạn chính là yếu tố cốt lõi khiến bạn thành công hay thất bại trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, dù phải đối diện với thất bại, tuổi Kỷ Mùi cũng cần phải giữ tinh thần tỉnh táo và tích cực. Thay vì thất vọng, oán trách người này, người khác, bạn cần học được những kinh nghiệm hữu ích để không còn mắc phải trong tương lai. Tháng 11 âm lịch này, nếu tuổi Kỷ Mùi mong muốn một tháng tài chính dư dả, tiền tài đổ về túi ầm ầm thì có lẽ bạn sẽ phải thất vọng. Tháng này đồng tiền thu về khá ít ỏi, hơn nữa bản mệnh còn phải chi tiêu cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Tương hại cho thấy, con giáp này rất dễ vướng phải rắc rối với các đối thủ cạnh tranh. Bạn cần phải thực sự tỉnh táo để nhận ra đâu là cái bẫy mà kẻ xấu đặt ra. Đừng vì tham lam cái lợi trước mắt mà rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Muốn kiếm tiền, bạn cần phải vất vả bỏ công bỏ sức chứ không thể nghĩ đến việc hưởng lợi từ trên trời rơi xuống. Một điều quan trọng khác mà bạn cần phải chú ý trong tháng này chính là giữ chữ tín của mình dù ở hoàn cảnh thế nào. Bản mệnh cũng phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Nếu không, hình ảnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Bạn bảo vệ được cái lợi nhất thời của mình, nhưng đánh mất lòng tin của khách hàng. Việc kinh doanh tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên con giáp này tốt nhất hãy chăm chỉ làm việc, hoàn thành cho tốt những kế hoạch đang dang dở. Đừng vội vàng mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh. Bạn cần có thêm thời gian để thu thập thông tin, bổ sung kiến thức trước khi dốc tiền vào một lĩnh vực nào đó. Trên phương diện chi tiêu, tiểu hao cho thấy tuổi Kỷ Mùi dễ phung phí tiền cho các hoạt động chi tiêu hàng ngày. Thoạt nhìn đó là những khoản tiền không đáng kể, nhưng đến khi cộng gộp vào thì đó là một khoản khá khá đấy. Tháng này, quan hệ vợ chồng của tuổi Kỷ Mùi ngày càng trở nên nhạt nhòa. Thậm chí bạn có những suy nghĩ không hay về tình cảnh hiện tại. Những bất mãn về người ấy khiến bạn không còn muốn trở về nhà. Vợ chồng không hài lòng với nhau, việc gì thì nên thẳng thắn trao đổi, đừng nên giữ ở trong lòng. Nếu bạn không nói ra thì người ấy sẽ chẳng thể nào tự biết và tự thay đổi đúng theo ý bạn được. Hơn nữa, nếu bản mệnh không biết quý trọng điều mình đang có thì kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bạn hãy là một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ có trách nhiệm hơn. Đừng để mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến. Người độc thân tháng này không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm nửa kia. Thậm chí bạn có phản ứng khá gay gắt khi người thân quen giới thiệu cho các đối tượng để tìm hiểu. Khoảng thời gian bạn thích dành thời gian cho sở thích thích cá nhân hơn là quan tâm đến một người xa lạ.
May mắn là sức khỏe tuổi Kỷ Mùi trong tháng 11 âm lịch này vẫn khá ổn định. Bạn phải dành thời gian giải quyết nhiều rắc rối nhưng không lâm vào cảnh mệt mỏi kiệt sức. Hãy giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tâm sự, trao đổi với mọi người, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, tảo mộ hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày. Các hoạt động đó sẽ đem lại tác động tích cực, giúp bạn nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Dù bận rộn đến đâu, tuổi Kỷ Mùi cũng nên sắp xếp thời gian để rèn luyện sức khỏe. Thời gian biểu cũng cần sắp xếp khoa học, chớ vì quá bận rộn mà bỏ bữa hay dùng nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tháng này sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sẽ không phát triển được như ý muốn. Tuy nhiên, thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho người này người khác, thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân, khắc phục những sai lầm không đáng có. Cục diện tương xung tác động mạnh mẽ đến con giáp này, khiến bạn thường xuyên chủ quan, chỉ cân nhắc vấn đề trên một phương diện nào đó mà không có cái nhìn bao quát. Thêm vào đó, bạn còn quá kiêu ngạo, có cái tôi cao nên ít khi chịu nghe theo lời khuyên của người khác, dễ đẩy mình vào cảnh bế tắc, khó khăn. Các mối quan hệ của con giáp này cũng không mấy yên bình, bởi bạn dễ vướng vào chuyện tranh chấp thị phi, do tính tình khó chịu hoặc thường hay tò mò, tọc mạch vào chuyện của người khác. Hãy nhắc nhở mình duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, thay vì đưa chuyện về bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Tháng 12 âm lịch này, để thoát khỏi những rắc rối, khó khăn này, Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng khuyên tuổi Kỷ Mùi hãy cẩn thận hơn khi làm việc, cân nhắc vấn đề kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào làm. Nếu còn điều gì băn khoăn, thắc mắc, bạn hãy khiêm tốn và chủ động xin ý kiến từ những người đáng tin cậy. Nếu bạn có thái độ đúng đắn thì chẳng ai lại từ chối giúp đỡ bạn đâu. Vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng cuối cùng của năm 2024 này cũng chẳng khá khẩm hơn. Con giáp này cần phải cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, không để mất những khoản lớn đã là may mắn lắm rồi. Tính chủ quan khiến bản mệnh thường khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, dẫn đến việc đưa ra những quyết sách sai lầm, gây hao tài tốn của. Không phải lúc nào cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của bạn cũng chuẩn xác. Vì vậy, việc thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng. Nếu có tranh chấp, thì phi xảy ra trong lúc này, tốt nhất bạn không nên đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện nào bỏ qua được thì hãy cố gắng bỏ qua. Chuyện nào không bỏ qua được thì cần bình tĩnh giải quyết, nếu không vừa mất tiền bạc vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Tháng này đại hao cho thấy bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá tiền bạc vào các hoạt động mua sắm nhân dịp Tết. Tuy nhiên trong tình hình túi tiền không dư giả này, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên chạy theo xu thế thị trường kẻo tự đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Hay đang có tiền trong tay thì tốt nhất nên giữ cẩn thận, đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống không làm gì cũng vẫn nhận được. Chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 12 âm lịch này cũng là những nốt trầm buồn, những rạn nứt, tổn thương liên tục xảy đến, khiến bạn khó có thể vui vẻ hay suy nghĩ tích cực. Người độc thân đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai, nên khó có thể tìm được người ưng ý. Hơn nữa, cách hành xử kiêu ngạo của bản mệnh cũng khiến cho người khác cảm thấy e dè khi tiếp cận. Rất có thể bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong tháng cuối năm này. Với người đã có gia đình, bạn cần tránh mâu thuẫn, cãi cọ với nửa kia, khiến cho bầu không khí trong gia đình ngày càng nặng nề. Vợ chồng có gì thì nên bình tĩnh trao đổi với nhau, chớ nên to tiếng, nóng nảy, thậm chí có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương lẫn nhau. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng, hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua, có thể để bạn sẽ tìm thấy động lực và mục tiêu cố gắng mà mình bỏ quên. Bạn cũng nên trân trọng những gì mà mình đang có, điều gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau, chớ nên chấp giặt những điều nhỏ nhặt. Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, tuổi Kỷ Mùi cũng cần hành xử tế nhị hơn, tránh tò mò, tọc mạch vào chuyện riêng của người khác khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, mà bạn cũng dễ vướng vào thị phi. Tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 12 âm lịch này không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, mặc dù bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu. Con giáp này cần học cách hướng mình tới những điều tích cực hơn, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng hoặc trong những điều thất bại. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, đầu óc bạn mới thông suốt và tìm ra cách giải quyết các vấn đề đúng đắn. Cuối năm, việc tiệc tùng xã giao là không thể tránh khỏi.
song bạn nên hạn chế uống rượu bia, ăn quá nhiều chất béo hoặc những đồ cay nóng. Khi đầu óc không tỉnh táo thì tránh điều khiển giao thông hoặc đi chung với người khác. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới. Dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô để ám chỉ đây là sao hạng nặng với tuổi Kỷ Mùi nam mạng. Năm có La Hầu chiếu hay gặp những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này khi muốn tiến hành đại sự. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Tam kheo chủ về thương tật ở tay chân, các chứng bệnh về xương khớp hay liên quan đến thị lực. Theo đó, nhắc nhở đương số đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Mùi nam mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý, một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Cách hóa giải vận hạn, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Kế đô là hung tinh, rất kỵ với nữ mạng Kỷ Mùi. Gặp sao này chiếu mệnh, công việc bị trục trặc, tiền bạc hao tổn nhiều. Đương số dễ gặp nạn tai, bệnh tật, tàn khó hay họa vô đơn chí bất ngờ. Cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc thực phẩm, nhẹ cũng gây một phen lao đao cho sức khỏe, nghiêm trọng còn nguy hiểm tính mạng. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Mùi nữ mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ.
Hình ảnh này mang hàm ý một năm hai lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Cách hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này. Mọi thứ đều là vô thường, điều đó có nghĩa là bất kỳ sự vật nào tồn tại trên đời này được không thể giữ nguyên mãi, không thay đổi và tiếp tục duy trì hình dáng ban đầu. Nó luôn luôn thay đổi bản chất của nó, sẽ từ từ thay đổi và cuối cùng sẽ biến mất. Ví dụ thân thể chúng ta luôn luôn chuyển hóa trải qua sinh lão bệnh tử, rồi cuối cùng biến mất trên khỏi đời này. Kể cả núi sông, đất trời, đại địa và vũ trụ cũng vậy. Chúng đang trải qua quá trình thành sống thay đổi, không sinh sống và chết. Hãy tu tâm để thấy mọi thứ trên đời này đều là vô thường. Khi thấu hiểu được điều này, bạn sẽ không còn đau khổ hay bất an nữa, chấp nhận mọi sự việc một cách nhẹ nhàng. Đời người thật ngắn ngủi, để rồi thoáng chốc hiểu ra một điều: được sống thanh thản, hưởng trọn niềm yêu thương là điều quý giá. Các bạn nên hạn chế việc đổ thừa cho hoàn cảnh, cho số phận, cho cái này, cái kia. Nếu bỗng một ngày mọi việc xảy ra như ý muốn, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu có nỗi khổ của người giàu. Chẳng ai sung sướng mãi mãi cả, và cũng chẳng ai khổ hoàn toàn cả. Nghèo khổ vì không đủ no ấm, giàu khổ vì áp lực mất tiền vào tay kẻ khác, tất nhiên là còn hàng trăm ngàn lý do khác. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.